đẹp quá đây cả nhà ơi. Ôi ôi chưa trời, đẹp quá cả nhà ơi. Ủa mấy cái kia là thạch nhũ hả? Thạch cao hay thạch nhũ con? Thạch nhũ. Cái máy này này nó có một cái đá, nó như thay cái đá lớn. Nếu mà nó cao quá một chút là không vào được. Rồi, trong này thì con có bật máy lạnh rồi, thì con nào chú nào lạnh thì báo con nha, con điều chỉnh cho con nha. Càng lạnh càng tốt con ơi. Con, cái đó là thạch cao hay thạch nhũ? À, cái này là đá tự nhiên ấy, thạch nhũ là. Thạch nhũ hả? Cao nha, là con mình làm nha. Rồi, thạch nhũ nè cả nhà ơi. Rồi, mình đang đi trên dòng sông Son nhé cô chú ơi. Đây là dòng sông ngầm chảy từ Lào qua. Và đây khu vực này đi vào thì có một cái đá lớn phía trước mặt mình. Nếu như mà nước á, một số ngày mà dâng cao lên thì mình sẽ không vào trong này được. Bởi vì nó sẽ bị đụng ở lên cái mái ở trên. Ở trong hang động rất rộng nhưng mà cái đoạn này nó lại bị một cái phiến đá lớn ở dưới nó đè. Thế này mình không có đi qua trần độ cao được. Quá đẹp. Ở trong mình rất đẹp nữa. Dạ. Ở cái nước ở trong ngoài thì người ta quản lý, ban quản lý. Khi nếu nước đây họ sẽ không cho mình vào. Ngoài nước này á, nói đến chị Thu. Cả nhà ơi, bây giờ đoàn mình đi vào hang động Phong Nha đó, là mát lạnh như là có máy lạnh vậy đó. Khúc này tối nha, cũng cảm thấy hồi hộp nhưng mà rất là hứng thú á. Nhưng mà có ông xã thì đỡ sợ. Rất là đẹp luôn. Sông này bắt qua Lào đấy. Đúng rồi, giờ dòng sông này nó chảy từ Lào qua. Mình đang đi vào đây mấy là cảnh ngược. Này cái dòng sông này mình đang đi vào ngược hướng nước chảy ra nhé, mình đang đi ngược dòng nhé. Mình đi ngược dòng phải không? Vậy sông gì? Sông Son là Son Môi. Sông Son Môi. Sông Son. Ôi đẹp quá cả nhà ơi. Thôi cả nhà coi nè. Ôi cha, ở trên trần á, thạch nhũ nè. Rất là đẹp luôn. À, trên này có nhiều rơi lắm. Đâu đâu? Ở bên tay trái nè. Đây. Trong đèn đen là rơi đó cô. À rơi. À thấy rồi. Có nhiều con rơi. Rồi các cô chú nhìn bên tay phải đây sẽ thấy cát này. Cát lên đến đâu là nước lên đến đấy. Nước lụt nước sẽ lên cao hơn rất nhiều. Dòng sông chảy nên là tạo nên cát. Năm nào cũng có cát. Không biết cái đèn ở đâu nó có vậy anh? Đèn đó không? Đèn là do con người đưa vào. Mình lắp đèn vào trong này. Bên tại vì khi mà nó phát triển du lịch nhiều phải đưa đèn vào để đi tham quan. Nếu không mà tối không thấy gì. Vậy. Đúng rồi. Đó về niệm thấy Tuấn vậy đốt cuộc là thạch nhũ là do mà nước mưa rồi xong rồi cái nó nhiễu xuống. Đúng rồi, nhiễu xuống là nó tạo ra. Nhưng mà phải có nước mưa vì nước mưa nó có cái axit nó bào mòn được không? Nếu không có nước mưa thì sẽ không có thạch nhũ được. Nó bào mòn đá thì nước mưa nước mạnh của mình nó không có axit nhiều. Đẹp quá. Nhìn giống như tòa thánh Roma vậy. Vợ chồng ơi chưa được được vô chồng ơi mai mốt chăm mốt thôi. Về rất là vui nha. Vui ghê á. Ba bàn. Còn mình ba người, 23 người chia làm 3 bàn. 2 bàn 8 người. Và 1 bàn 7 người. Nhìn không? Cái là sắm cơm. Mời cả nhà ăn cơm cùng với đồng mình nha.